Giá xăng chiều nay vượt 24.000 đồng một lít. Mỗi lít xăng tăng từ 510 đến 610 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đắt thêm từ 320 đến 420 đồng, trừ dầu diesel giảm 70 đồng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng RON 95 loại phổ biến trên thị trường và E5 RON 92 tăng lần lượt 610 đồng và 510 đồng một lít. Dầu hỏa đắt thêm 420 đồng, dầu ma rút thêm 320 đồng, riêng dầu diesel giảm 70 đồng. Như vậy, giá xăng có được tăng giá lần thứ 5 liên tiếp từ đầu tháng 7 đến nay. Sau thay đổi ngày hôm nay, giá xăng RON 95 hiện ngang với ngưỡng hồi tháng 10 năm 2021. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng lên mức 23.339 đồng trên lít, xăng RON 95 lên 24.601 đồng trên lít. Giá dầu diesel giảm 71 đồng trên lít so với mức bán lẻ hiện hành, xuống mức 22.354 đồng trên lít. Ngược lại, giá dầu hỏa tăng 420 đồng trên lít, lên 22.309 đồng trên lít, và dầu ma rút tăng 313 đồng trên ký, so với giá bán lẻ hiện hành không cao hơn 17.981 đồng trên ký. Tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ tiếp tục không trích lập và dừng chi từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính tới tháng 7, quỹ này đang dư 7.438 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan này đã ngừng trích lập vào quỹ này từ kỳ điều hành đầu tháng 7 đến nay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.